bà tay chân như mẹ đi học về không xin mẹ. Hay quá nào vui đấy. Xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Thưa bác, một thời gian cũng khá lâu rồi cháu Lực chưa xuống nhà của em Quân của bác ạ. Và nếu như các bác có theo dõi được ở những cái video trước thì các bác cũng đã nghe cháu Lực là chia sẻ lên là hiện tại em Quân thì đã đi làm mất rồi của bác ạ. Cũng được là đâu đó là được gần một tháng rồi các bác. Được gần một tháng là chưa có tin tức của em Quân gì cả. Về phía của cháu Lực của bác còn liên lạc thì là lúc nào cháu Lực gọi thì cũng đều thi bao. Có tuần đầu mà em mới đi thì cháu Lực còn gọi điện nhưng mà không thấy em ấy nghe máy. Và sau một thời gian thì có hồi âm của em Quân đấy, nhưng mà biết là tin là em Quân là đang làm gì rồi đấy. Và thêm là sau một thời gian nữa thì cháu Lực lại không được liên lạc được với em Quân nữa rồi. Thì cũng kể từ đấy đến giờ. Và hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống cái nhà của em Quân để ghi hình một cái thước phim, cũng như là hỏi ông bà xem là thời gian vừa rồi có em Quân có liên lạc gì với lại là ông bà hay là các bác của Quân không có bác. Cũng có rất là nhiều các bác mạnh thường quân cũng có điện về cháu Lực nói rằng là có thể là Quân đã bị lừa rồi. Đấy, nói với cháu Lực như thế. Nhưng mà cháu Lực mong rằng là Quân sẽ không phải không dính vào cái trường hợp như thế. Cũng rất là sợ là Quân sẽ đi xuống dưới là bị lừa vào cái một cái công ty ma hay là làm đa cấp. Đấy, em thì là có cái là tham vọng rất là lớn của bác ạ. Đấy, tham vọng rất là lớn. Tại sao cháu Lực là nói tham vọng lớn? Thì là tham vọng là muốn hoàn thiện ngôi nhà cho ông với lại bà. Là trước khi mà ông với bà là còn ở với lại là Quân. Ông với bà thì năm nay thì cũng khá là cao tuổi rồi các bác. Năm nay thì cũng gần là 80 tuổi rồi. Đấy, cháu Lực ghi hình thì các bác cũng đã nhìn thấy sức khỏe của ông bà. Thì bây giờ thì để mà độ tuổi lao động ấy, thì là cũng không phải là độ tuổi lao động nữa. Cả gia đình của Quân ai cũng không thuộc dạng là nằm trong cái độ tuổi là lao động cả. Đấy, nhưng mà do là không có ai làm nữa cho nên là bắt buộc là phải làm. Năm nay 80 tuổi rồi thì vẫn phải ra ruộng ra đồng để mà cày này, gặt này, xong rồi cấy này, làm mà đủ thứ chuyện nữa. Bằng tầm tuổi này thì là nếu mà đáng lẽ ra là không rơi vào hoàn cảnh đó thì cũng đã được nghỉ ngơi và được là con cháu là báo hiếu rồi. Đấy, nhưng mà đến cái tầm tuổi này là vẫn còn phải là lao động mà rất là cần lực. Thế còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống dưới nhà của em Quân hỏi xem là ông với bà có biết gì về tin tức của Quân không có bác nhá. Rất là cháu Lực rất là mong sau nếu mà như cháu Lực có đăng tải những cái thước phim lên đấy mà các bác biết thông tin của Quân hay là có gặp ở Quân ở đâu, biết Quân làm ở đâu thì cho cháu Lực xin địa chỉ để cháu Lực biết, để mà cháu Lực còn liên lạc được với Quân để gọi Quân về cô bác ạ. Và ông bà thì cũng già rồi mà bây giờ Quân không về thì là công việc ở nhà này ra là không có ai làm nữa. Rất là nhiều cũng được là mạnh thường quân và trong đó thì gần đây nhất là được bà bé, là bà có tạo cho em là công ăn việc làm ở nhà đấy. Nhưng mà tuy nhiên là ở nhà thì hiện tại là trong thôn ấy không có ai thuê để mà làm nữa cô bác, thành ra là bắt buộc em phải đi như thế. Làm ở gần thì em ấy cũng đã bị lừa rất là nhiều rồi, còn là làm ở xa này thì đây là lần đầu tiên của em ấy. Cháu Lực mong rằng là em sẽ không dính vào cái trường hợp này nó xảy ra. Con chào các ông các bà, chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Thưa ông bác, hôm nay thì là Mạnh đã tiếp tục là cùng cháu Lực đi cô bác ạ. Mạnh thì là buổi sáng đi học về, thành ra là đi qua cháu trọ cháu Lực. Buổi chiều thì là em không đi học nữa, để cho em ở nhà một mình thì cũng khá là lo, cho nên là cháu Lực là đưa Mạnh để mà đi theo luôn. Mạnh thì đi rất là khỏe cô bác ạ. Và hôm nay thì Mạnh có biết là đi nhà ai không? Đi nhà anh Quân à? Mạnh vẫn nhớ là anh Quân đúng không? Không. À, anh Quân có từng xuống nhà Mạnh chưa? Xuống rồi. Xuống rồi à? Thế là bây giờ là Mạnh là đi trước nhá. Vâng. Rồi đi đi, cầm bim bim đi đi. Cầm bim bim đi thì một tí là chia cho em Hiếu nha. Vâng. Rồi. Ấy, cẩn thận nhá. Cái thanh niên này thì là để mà leo núi leo đồi thì leo rất là khỏe các bác nhá. Đấy, đi từ từ thôi Mạnh ơi, đợi chú đã. Ừ, đi từ từ thôi, đợi nhau.
Không à, một tí là đi nhanh quá chú bỏ về trước ấy. Đây, thời tiết thì vừa rồi cũng vừa mới mưa xong các bác nhá. Nhìn đất này còn rất là ướt này. Nên thời tiết vào cái mùa này thì lúc nắng lúc mưa các bác ạ. Thành ra là đi đâu là cũng phải chuẩn bị theo là một cái bộ áo mưa để đi theo nữa. Vậy bây giờ thì là cháu Lực nhìn thấy là cái chỗ nương ngô này của bác này được bà thu hoạch và phát hết rồi. Chỗ này là đi từ từ nhá. Đi nhanh quá là một tí là bị ngã đấy. Vậy bên này thì là có cả một vườn mận nữa. Cỏ thì bây giờ là mọc là tùm hết lên rồi. Hãy đi đi. Ôi bị sao ấy, thế nào? Dính ở đâu ấy? Hả? Phải chắc phải cầm cái cây kia rồi. Nào đi ra kia xong chú lấy băng gạt gạt cho. Đi đi. Đi. Vừa rồi không biết là Mạnh là cầm cầm trúng cái chắc là cây cỏ này này các bác, bị cướp phải tay một tí. Nào đi ra kia đi xong là chú lấy cái băng gạt gạt cho. Lấy bóc ra đi. Đấy. Hiếu có ăn bim bim không? Hả? À, cũng khá là lâu rồi không có gặp bé Hiếu thôi. Bây giờ thì từ từ đã, nào, được bỏ xuống. À, thanh tay. Con kính chào con các bà. Con kính chào con các bà. Hiếu có khỏe không? Có à? Ừ. À, đây. À, anh Mạnh bỏ ra cho em đi. Bóc ra cho bé Hiếu đi. Anh lấy buộc chặt quá. Vậy bà thì là chắc là vừa đi lấy con lợn về của bác ạ, bà ấy. Đây, hai anh em ngồi đây ăn này. Này, ngồi đây ăn này. Lấy bóc cho bé Hiếu đi. Lấy bóc cho em đi. Hiếu có bóc được không? Đây, Mạnh thì là vừa rồi đi trước đấy cô bác. Không biết là cầm phải cái cây gì xong rồi nó cắt phải tay này. Hiếu đi học chưa? Vẫn chưa đi học đâu à? À nước tàu nắp không? Ừ. Bà vừa bảo là chắc là hết tuần này là học rồi. Tóc thì có vẻ là dài ra đấy cô bác. Ngon không? Hả? À? Ngon à? Cái bé Hiếu thì nhìn vào cái khuôn mặt thì sau này lớn thì cũng rất là xinh các bác, nhưng mà nhìn vào thì rất là lì ấy nhà, lì ấy nhà. Hiếu ạ, ở nhà với bà là làm gì ấy? Đi lấy con lợn à? Ừ. Ông thì đi lấy cỏ rồi các bác, ông thì đi lấy cỏ ra phía bên kia. Bà thì một cái dáng người mà phải nói là rất là gầy các bác ạ. Đấy, nhưng mà nhà thì cũng có lợn này. Trước thì cũng được là bác Thảo Đố là bác yêu quý và bác có gửi lợn. Tôi được nhìn thấy là ông cắt cỏ trên bên kia. Đấy, Hiếu có đi ra chỗ ông không? Đi ra chỗ ông không? Có đi chỗ ông không? Lấy bim bim đi cất đi thế. Lấy bim bim đi cất ở nhà đi. Lấy bim bim đi cất đi. Đi. Lấy bim bim để đây này. Một tí nữa về ăn. Cháu Nhật nhìn thấy là ông đang cắt cỏ tận phía bên kia. Ôi, với anh Mạnh đi trước đi. Đây, đi, với anh Mạnh đi đi. Biết ông lấy cỏ đâu không? Ở kia kìa, đi. Đấy, càng lớn lên thì là bé Hiếu là càng hiểu chuyện hơn các bác. Nói thì là càng càng nghe lời hơn.
Đợt trước mà vừa mới lấy về thì vừa mới bé Hiếu còn nhỏ nhỏ hơn nên là rất là ngang bướng. Đấy, dê thì hiện tại là chỉ còn là 2 con đúng không bác? Ở đây là con dê đực này, bên dê cái, bên này cũng có một con dê cái này. Hôm nọ thì con dê đực thì là không may là bị chết mất rồi của bác ạ. Đi, Hiếu đi 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 với anh Mạnh trước đi. Cỏ là mấy ngày nào mà mới trồng thôi, thể cho lực nhìn thấy là lên là rất là cao rồi, nhưng mà cái này là chắc là ông với bà là cắt để lại làm mà giống không mà đem đi trồng tiếp hay sao ấy. Họ sắp tu bà cúng. Cũng trước khi mà Quân đi thì cũng trồng cỏ là ở xung quanh nhà, cho nên là khi mà ông đi lấy cỏ đấy là không phải là đi xa lắm. Có những lần là đi xuống cái ruộng ruộng kia. Bây giờ để ông đi xa lấy thì cũng không có, ông cũng không có dám đi nữa. Đi mà gặp tai nạn hay là gặp gì đấy thì lại rất là khó về. Là cúng cái nào mấy là cúng à? Mía. Là thuốc của ông là cũng sắp hết rồi của bác. Mỗi lần mà gặp ông thì ông đều nói rằng là nếu như là không có đưa ông đi chữa trị kịp thời là ông đến giờ là không có sức khỏe được đến bây giờ nữa đâu. Hiếu đã tận kia kìa, đi ra với anh, đi ra với anh Mạnh ở kia kìa đấy. Mạnh ơi, gọi bé Hiếu đi ra đây đi. Gọi em Hiếu ra đây đi. Thổ văn là hoàn dân lão bên rồi. Con dỗ điểm nào dỗ nào cũng dỗ nào. Hỏi ông thì bảo là Quân có gọi điện về không thì ông cũng nói rằng là không, Quân là không có gọi điện về cuộc nào cả. Thế gặp một dỗ điểm được bóng tạt tia nó. Thế là Quân là gọi điện về cho bác của bác ạ, đấy là liên lạc được với cho với lại là bác là ở tít tít dưới kia bác mà trước hay giúp Quân để mà làm ruộng đúng không bác? Liên lạc được về như vậy là tốt rồi. Chị đi theo các ngăn được ra đấy chia nó nổ kìa. Điện thoại các ngươi đang chủ tới hóc căng ở đây bóng ấu chứ mấy kìa. Không tin nghe nói. Này ông bác, thấy ốc trái rồi nè cúng. Này cúng thì ông bị đám tiết ra nè. Thế là mấy cái cây mà ông ấy để đám giống kia là ông sẽ tận dụng lại là trồng những cái chỗ thưa thưa này có bác này, những cái chỗ nào mà không trồng đến đấy. Chắc cả một đám nhà các bạn nhà bán ở đây đâu cũng đâu thì môi các bạn cả từ từ mà bây giờ bảo ông lên trên rừng để mà lấy cỏ đấy cô bác thì ông cũng không có đi được nữa. Nữa đây á. Bé Hiếu với lại là em Mạnh thì là khác chơi ở tận ra phía bên kia các bác ạ. Cháu Lực với lại ông thì là nói chuyện là một chút về hỏi về chút thông tin của Quân. Mày ơi cẩn thận nhá mày ơi. Cuộc sống hàng ngày của ông với bà là hầu như là nó đã gọi là đi vào mặc định rồi cô bác ạ. Bà thì là ở nhà là lấy rau lợn này, chăn lợn chăn dê này. Còn ông thì là đảm nhiệm là cho
bò ăn này, cũng như lấy cỏ nữa. Bà thì chăm thêm cả bé Hiếu nữa. Vậy những cái công việc là gọi là mặc định hàng ngày của ông với bà rồi. Còn là cũng chẳng có công việc gì là phát sinh thêm rất là nhiều cả. Vậy ăn uống thì là bà thì với lại ông thì cũng được là ở bên nhà nước người ta có hỗ trợ là một cái khoản kinh phí để cho ông với bà sinh hoạt. Cho nên là cháu Lực cũng không có, mỗi lần mà cháu Lực đi xuống các bác thì thỉnh thoảng cháu Lực là gặp thịt lợn thì cháu Lực là mua thịt lợn xuống thôi. Năm nay là gần, năm nay là gần 80 tuổi rồi các bác. Bây giờ mà không làm thì cũng không có ai để mà làm nữa. Khi mà đi xuống thì nhìn thấy là ông với bà đi vẫn còn đi làm được thì cũng rất là mừng các bác ạ. Chỉ sợ là ông với bà là xuống là nằm liệt giường là ốm một chỗ thôi. Thôi vẫn giả cùng nào lên cùng hát rồi là nó. Bảo với ông là thuốc lúc nào mà thuốc ông hết thì là ông bảo với cháu Lực để cháu Lực là tiếp tục là cầm đơn thuốc đấy để mà đi mua để mà duy trì cho ông uống. Mày cái nước ổn mà chứ nó cũng luôn nè. Cái cỏ này là ông cũng vừa mới trồng là đợt này là cắt ra đợt đầu tiên thôi bác ạ. Đây à. Cũng cắm chức lắm nó. Này sai. Con đi. Đi bắt cái chả ra cái sao cái chỗ. Nó về la bằng lên. Hắn tu nó thò. Một mặt hốc hốc ở đây à. Tính của ông thì rất là cẩn thận các bác ạ. Đi lấy cỏ này là cầm theo là một sợi dây nữa. Không là khi mà cắt xong là lại loay hoay là đi tìm dây nữa. Thường thì cũng mỗi lần mà đi xuống thì nhìn thấy ông với lại bà là làm những công việc mà vất vả của bác thì thương thì vẫn rất là thương, nhưng mà cũng không biết cách nào để mà giúp đỡ cho ông với lại bà nữa. Không cho ông với bà làm thì cũng không được cô bác ạ, vì đây nó là cái công việc là bắt buộc là ông với bà là phải làm rồi. Cùng ạ. À? Ông thì là vác được một bó là chắc đâu đó tầm độ hơn 10 cân thôi. Chỗ này thì còn thì cháu Lực sẽ kẹp nách mà đi. Vừa rồi thì ông có chia sẻ là lúc mà chưa đi khám đấy cô bác là 10 đến 20 cân là vác rất là khó, nhưng mà đến bây giờ là khi mà đưa ông đi khám ấy, xong là ông cũng duy trì thuốc là điều đặn nữa, cơm thì cũng ăn ngon hơn và làm việc thì cũng làm là cảm thấy là sức mình khỏe hơn cô bác. Hai ngôi mộ mà mọc xanh hết cỏ lên rồi. Nhìn thấy là hai ngôi mộ này thì cũng làm rất là đơn giản và đơn sơ đấy các bác.
à, ghép mấy cái à, tảng đá vào thôi. Mùa này thì, mùa này thì đang là vào mùa mưa cho nên là cỏ mọc quá rất là nhiều. Dê thì à, tha hồ. Dê thì tha hồ ăn. Mày nó nèo cùng hiền à? Dê này thì có con nào bị bệnh gì không anh? Không có à? Lợn chứ anh nhỉ? Ôi vừa mới ăn xong rồi sao ấy, nó thế con này. Ôi, cả ba con là con nào cũng đều là bụng tròn xe này. Cúng em mình hiến ma này cúng á? Ừ. Là làm. Hiếu là ăn đến gói thứ mấy rồi? Hả? Ăn gói thứ mấy rồi? Có vẻ như đang ốm hay sao? Ăn được gói thứ mấy rồi? Được 3 gói chưa? Hả? Chỉ biết cười thôi cô bác ạ. Đằng sau nhà thì là cũng bị là sạt khá là nhiều rồi. Quân không ở thì cũng không có ai để mà làm mà những công việc này cả. Nếu mà Quân ở thì Quân còn hót để cho nó gọn gàng đi. Ngôi nhà thì cháu được nhìn thấy là sau một cái thời gian mà cũng được gần 1 năm rồi cháu được lên chia sẻ với các bác ạ. Thì các bác nhìn thấy là nhà thì cũng hầu như là lại xuống cấp thêm rất là nhiều. Anh thì mấy hôm nay là anh cũng bị ốm à? Ốm lâu rồi. À anh là bị ốm lâu à? Đợt ai đợt anh bị ngã trên đấy là bị ốm đấy đúng không? Đúng rồi. Anh có bây giờ gặp phò chim chỉ nhận nào? Phò hai khoai không chơi phò? Anh là đợt trước là đi nằm viện được bao nhiêu lâu anh nhỉ? ngày được 2 ngày. Vâng. Anh lại vừa ra viện á? Vâng. Chưa khỏe chưa? Vâng, chưa khỏi hẳn này anh. Này bà ta thì nó bực gì em phò ra bực cái thùng như mày? Thì bực cái hàm nội giám. Ờ. Nó bực cái thùng như này nè. Hầu như là công việc ở nhà thì đều là hôm nay làm thì chuẩn bị cho ngày mai. Nhìn là về đôi tay của ông bà thì phải nói là rất là nhỏ các bác ạ. Như kiểu bây giờ là bằng tay của Mạnh thôi. Mạnh có biết băm rau lợn này không? Ở nhà có làm cùng ông của Mạnh không? Có á. Ừ. Đấy, còn bé Hiếu thì chắc là độ tầm là 4-5 năm nữa thì là mới làm được với lại bà với lại ông. Đến lúc mà 4-5 năm nữa thì là ông với bà là không có để mà cầm dao hay là cầm những cái đồ nặng này để mà làm được nữa. Đến lúc đấy là yếu hẳn rồi, sức khỏe là giảm sút rồi. Bây giờ là mỗi ngày là một giảm sút đi. Bây giờ tầm tuổi như ông với bà là cứ mà mỗi lần là sau một cơn ốm của bác là sức khỏe đã giảm sút xuống rất là nhiều. Mua buồn điếng lên khắp nó phò nó. Ừ, có trồng khắp như lào trên đó. Mẹ bắt trong chỗ ý. Ờ. Cái tọt mà. Và éo trong phát ngang gái chứ mẹ. Điếng chứ. Thầm Văn thì muốn nó chỉnh lại ra phò Thầm Văn à? Ừ, còn chứ thầm yếu chứ mẹ. Chỉnh lại ông mưu sản trồng bọc lê. Sản còn mấy mấy. Mấy mấy ở bình nguyên nam mà nguyên nào có khu cho bác. Không. Mấy cái nạp là mình thử ra. Rồi phò cho đấm hù chứ mà nè, thử ra. Đấm hù chứ là. Thì nấu lại bằng nào này cho đấm hù chứ à. Còn nơi ta bài chứ.
Đến cái thời điểm hiện tại thì Quân cũng đi làm được đâu đó là gần một tháng rồi các bác ạ. Ở đây thì không biết là tiền nong của Quân thì đã được không. Nhưng mà nói chuyện với lại bà với lại ông thì thấy bảo là hiện tại thì là tiền xe còn không có đủ để mà về nữa. Liên lạc thì ông với bà thì liên lạc được. Có những lúc là Quân gọi về như là lấy số của ai là gọi về thôi. Ở đây thì là cháu Lực không cấm Quân là đi làm cả. Đấy, nhưng mà cháu Lực muốn biết là Quân đi làm là cái công việc gì và làm ở đâu và đi làm với những ai. Thì lỡ đâu mà có chuyện gì thì còn biết để mà đi vào đấy để mà tìm. Ông với bà thì là ở nhà thì cũng ai cũng đều có tuổi rồi. Thấy là bà là không còn. Nay là nếu mà dùng cái máy băm rau lợn nữa các bác thì nó băm là nó nhỏ hơn. Nhưng mà cũng không có máy rau lợn băm cho nên là bà phải băm rất là từ từ. Cảm giác như là Quân không có ở đâu các bác, là xuống là cảm giác như xuống là rất là xuống nhà của Quân là rất là âm u các bác ạ. Có những cái bộ quần áo của Quân thì là vẫn còn là phơi ở đây này. Cái mùa này thì là vào mùa mưa thì chắc chắn là ngôi nhà của em Quân chắc chắn là sẽ bị dột thêm các bác. Cái mưa này thì là mưa to cho nên là tỷ lệ mà để mà hớt được vào nhà thì nó cũng không hớt mấy. Đấy, Hiếu thì là cầm bim bim ra chia mạnh nhưng mà mạnh chắc là không ăn nữa. Mạnh thì là ở trên kia với cháu Lực thì là cũng thỉnh thoảng là cũng mua kẹo cho mạnh. Là không ăn kẹo nữa à? À ăn no rồi à? Hay là nhường cho em Hiếu ấy, cho chú xem nào. Đâu chú xem nào, đừng có nghịch nó nữa, kệ nó đi nhá nha, đừng nghịch nữa nhá. Kệ nó, có đau không? Đau hả? Bị một cái vết mà cái cỏ sắc kia cắt trúng vào tay. Hiếu là có cùng bà đi lấy rau lợn không? Hôm nay á? Có á? Thế đi có mệt không? Có mệt không? Có à? Chỉ là biết gần đầu thôi, trả lời. Lần sau chú hỏi là phải là có nhá. Nhớ chưa? Nhớ bảo đi. Nhớ ạ, bảo đi. Rồi. Không mời các ông các bà ăn kẹo à? Ăn từ đấy giờ rồi nào. Ăn xong miếng đấy. Con kính mời các ông các bà ăn kẹo. Nào nuốt đã. Nuốt hết đã. Trời, nào không. Nuốt hết đã. Con kính mời các ông các bà ăn kẹo. Nói chưa xong đã vội là cho thêm một miếng bánh là vào mồm rồi. Bé Hiếu thì nhìn vào khuôn mặt là rất là ngang của bác. Đấy rơi một cái rồi. Còn một gói thôi à? À hai gói. Vừa rồi thì cầm chia cho bạn nhỏ kia là một gói của bác ạ. Tính Hiếu thì là không thuộc dạng tính là kiệt sỉ mấy các bác. Nhưng mà thuộc dạng mới là gọi là lì thôi. Tính của chị ta thì là rất là lì. Ê, buổi tối là Hiếu ngủ với ai? Buổi tối là Hiếu ngủ với ai? Ngủ với bà à? À, thế có ngủ với con mèo trên kia không? Không ngủ với mèo đâu á. Ồ, buổi tối có mưa to không? Mưa to á, có bị ướt chú ngủ không? Có à, ướt ở đâu? Chỉ cho chú xem nào đi. Đi, chỉ cho chú xem nào, mưa ướt ở đâu? Đi, chỉ cho chú xem nào, đi. Đi, đấy, đi chỉ xem nào, mưa. Trẻ con thì là không biết là nói dối của bác ạ. Hỏi cái nào thì ôi dồi ôi. Ai à. Ôi dồi, lên thì giống phải trượt cái cầu thang này các bác này. Trẻ con thì là không có biết là nói dối. Thì
Buổi tối là Hiếu là ngủ ở đâu? Ngủ ở đâu? Ngủ ở đâu? Ngủ ở đây à? Thế là mưa là dột vào nhà, mưa là dột vào à? Đây, thầy bé Hiếu nói rằng là ngủ ở chỗ này thì là mưa bị dột. Thì chắc là phần trên kia cô bác ạ, có những pro thì chắc là nó bị nứt ra. Thế chỗ ngủ của anh Quân thì ở đâu? Chỗ ngủ của anh Quân ở đâu? Chỗ ngủ của anh Quân ở đây à? Hiếu không ngủ đây à? Hiếu có ngủ đây không? Nào ra đây chú hỏi. Ra đây, nhìn ra đây, nhìn ra đây, đi đâu rồi? Con mèo đi đâu rồi? Nào ngồi xuống đây, đấy, chú hỏi ngồi xuống đây. Kệ nó. Đi hộ Quân là đuổi mèo không cho ở. Nào ngồi đây chú hỏi thế nào? Ngồi đây. Ra đây chú bảo. Ra đây ngồi đây, đấy ngồi xuống. Ngồi xuống. Thế anh Quân không gọi điện về cho bé Hiếu à? Có gọi không? Nói thì phải không mà là. Không. Không á. Lắc đầu xong không trả lời. Chú đã đi đâu? Hiếu ở ra đây. Này ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây với chú này. Ngồi xuống đây. Đấy ngồi xuống đây. Lần sau chú lại. Mình bìm cho ngồi đây. Ngồi xuống. Đấy ngồi xuống. Nào. Cả Mạnh nữa. Ra đây ngồi đây Mạnh. Ra đây ngồi đây. Lấy ghế ra ngồi đi. Lấy ghế ra ngồi. Hai anh em là ngồi với nhau xem nào. Đấy, Mạnh thì là lớn hơn của bác ạ. Năm nay thì là đến lớp 1 rồi. Đấy ngồi xuống, hai anh em ngồi đấy. Đấy đúng rồi, ngồi đây. Nào từ từ. Nào. Đấy ngồi đây, Hiếu ngồi đây, Mạnh ngồi đây. Mạnh ngồi lên. Mạnh ngồi lên nào mày. À không biết tự đi lấy thêm một cái nữa. Không ngồi với nhau cả. Ngồi đây. Đấy. Ngồi đây nào. Thế Hiếu là có nhớ anh Quân không? Anh Quân đi làm có nhớ anh Quân không? Không nhớ gì luôn. Ồ, không nhớ anh Quân à? Hỏi là không nhớ chứ cô bác. Ê, ngô này là ngô của ai đây? Ngô của nhà ai? Có phải của nhà Hiếu không? Có à? À, Hiếu có được đi lấy ngô không? Cùng ai đi lấy? Cùng ai để đi lấy? Cùng bà đúng không? Rồi Hiếu ngồi cẩn thận nào. Đấy ngồi cẩn thận. Hiếu thì là năm nay lớn hơn cô bác rồi. Cô bác ạ. Sắp đi học rồi đấy nhỉ. Nhưng mà nhìn là vẫn còn lì lắm. Đấy ra lại còn định đánh chú cơ. Đấy ra. Thử hát một bài xem nào. Biết hát đâu? Hát đâu? Bà ơi bà xem nào. Bà ơi bà. Cho yêu bà lắm. Không về. Bà bắt tay chân như mẹ đi học về không xin hết. Ôi hát hay quá, hát hay quá, nào ngồi đấy. Hát hay quá, ngại rồi các bạn, ngại xong lại chạy đi rồi. Chứ hát xong rồi đã chạy rồi. Máy móc của Quân thì là vẫn còn để ở đây này các bác này. Cái đồ dùng tất cả mọi cái thì được các bác là giúp đỡ rất là nhiều. Bà thì chắc là cũng băm xong rau lợn rồi. Mưa to. Phật Long Tư về này lấy ảm ế lên được một thùng nào không Pò nè à? Phật Long Tư về này được một thùng nào mà? Một thùng nào. Thùng nữa. Mưa to là cái ránh này này của bác này. Là chảy rất là nhiều nước. Ôi tìm mua chỉnh lại nó Pò là tìm mua à? Sóc tiêu răm thêm. Sóc tiêu răm thêm á? Thế là bà bảo là chỗ rau lợn này này các bác này, với lại thêm là ba gáo cháu nữa, với lại thêm là mà với lại là ba gáo ngô nữa. Ngô thì là năm nay cũng được là bà Chiêm hỗ trợ giống, cho nên là có rất là nhiều ngô các bác nhé. Nuôi như thế thì lợn béo rất là nhanh. Thưa các bác, video hôm nay thì cho Lực đi xuống nhà Quân để là thăm ông bà. Thấy là ông bà thì ai cũng đều là đi làm được, không có ai là nằm ở một chỗ cả, thì rất là yên tâm rồi. Và hôm nay đi xuống thì về cái thông tin của Quân nữa các bác thì vẫn còn chưa nắm rõ được là nhiều cả. Chỉ biết là hôm nay đi xuống là Quân là có gọi điện về cho bác rồi. Đây, gọi điện cho bác là liên lạc được với bác, nhưng mà là không có Quân là không có số điện thoại nữa.
Đấy, có thể là điện thoại Quân là đã hết pin, hay là có thể là rơi, hay là có thể là hỏng mất rồi, là không thể liên lạc được. Đấy, cầm mật dùng một cái số lạ để mà gọi điện về, nhưng mà cháu Lực chưa có nhận được cuộc điện thoại của Quân cả, cho nên vẫn chưa biết để mà thông tin chính xác của Quân là như thế nào cả. Đấy, chỉ thấy là ông với bà là truyền đạt lại với cháu Lực rằng là Quân đã gọi viện về đấy, nhưng mà chưa có được tiền của bác ạ, đi làm là không có được tiền. Thế bảo là đi làm mà một cái công ty nào đấy. Anh còn cháu Lực biết thêm thông tin gì về Quân thì cháu Lực sẽ tiếp tục là chia sẻ để cho các bác cùng biết. Rất là nhiều cô bác anh chị là có quan tâm và có hỏi han rất là nhiều, nên là cháu Lực chưa có biết thông tin thì cháu Lực chưa có thể mà chia sẻ lên vội được. Đây có lẽ là cái video này cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu quý tới em Quân cùng với lại gia đình. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Mạnh thì bây giờ gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nào. Rồi nào, bé Hiếu nào. Từ từ đấy, vứt đi. Ăn xong đã. Rồi, con chào tạm biệt các bà. Này, nói lại, nói chậm lại. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, bye bye. Mạnh với lại Hiếu bye bye nào.